Thưa quý vị, dịch bệnh cũng là thời điểm xuất hiện rất nhiều tin đồn thất thiệt ăn theo trên mạng xã hội. Công an Hà Nội cho biết sẽ khởi tố những cá nhân lợi dụng diễn biến phức tạp của COVID-19 để đăng những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận với hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù. Bên cạnh đó, các trường hợp đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng chống COVID-19 hoặc người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh sẽ bị xử lý về tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ Luật Hình sự 2015, khung hình phạt cao nhất 5 năm tù. Từ khi COVID-19 bùng phát, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã xử lý hơn 70 trường hợp thông tin sai sự thật, song chưa ai bị xử lý hình sự. Tất cả đều bị xử phạt hành chính từ 10 cho đến 15 triệu đồng theo Nghị định 174.